Em vẫn tiếp tục test gửi hàng cho các bác đấy ạ. Thì theo sáng nay, chiều tối hôm qua có một bác nào gọi không cả nhé. Có một bác bảo đặt mua bộ 5.1 Yamaha yêu cầu em test. Xong mới gửi, nhưng em bảo bác là em có test thì loa nó chết, các bác cũng không biết được đâu, nên là tất cả mua hàng cứ giao trách nhiệm cho em. Thì bác đã chuyển tiền rồi. Nhưng hôm nay thì em lại rỗi nghĩ nào lại test cho bác. Đây, em test cho bác đây ạ. Và em thấy bác cũng thoải mái, bác cũng chuyển tiền luôn, thì em còn tháo hết cả ốc cái con loa súp này này. Em định tháo ra, em cậy cái nắp ra để cho bác xem nốt lõi, nhưng báo cáo với bác là nó chặt quá. Đây, tất cả các ốc này em đang tháo hết ra, em tháo ra em định nhấc nốt cả lõi để cho bác xem, em muốn nhấc luôn cả ruột gan để cho các bác xem. Bởi vì là thật ra sự em chỉ cần nói như vậy các bác hiểu rồi. Em bảo em test ví dụ như con này chẳng hạn, 5 con loa, một loa súp là 6. Em test lên nó có hát lên mà nó có chết một con thì các bác cũng không biết được đâu. Nên là các bác đã mua bên em thì bác tin tưởng, cứ giao cho em sẽ test cho các bác. Chính vì vậy thấy bác cũng chuyển tiền luôn, bác ok, nên là bác chuyển luôn. Thì nghĩ là hôm nay lại test cho bác, em còn muốn tháo tung cho các bác xem cơ. Nhưng mà do cái này này, cái khung phần này này, hầu như họ chưa tháo bao giờ. Nó quá chắc chắn nên mình không cậy nổi nữa. Không nặng nên em không cậy nổi. Hiện tại em vẫn có để nguyên ốc em chưa làm lắp vào nhé. Mà chút nó đánh bát nó rung như vậy mà nó không phục ra. Nó bình thường là ốc mà không vặn nó cứ phọc vì nó rung bát mà rung đấy, nó không phọc đấy. Em chưa thèm vặn ốc vào cho bác ấy đấy, thì hôm nay em sẽ test xong rồi em sẽ gửi cho bác đi, bởi vì là khách hàng tin tưởng mà, thì nghĩ là bảo thôi thì mình cũng test cho các bác thôi ạ. Đấy, thì em sẽ test cho các bác. Thì trước khi em test bộ này cho các bác thì hàng thì có rất là nhiều, sáng nay clip thì em đã giới thiệu cho các bác rồi, còn hôm nay thì em xin phép là sau clip này bác nào xem cái clip cái bác mua mà bác cần xem clip test thì bác nghe nhạc về cuối hộ em. Em giới thiệu qua, cứ tranh thủ mỗi một clip em sẽ giới thiệu một số cái mặt hàng cho các bác để các bác tham khảo thêm, chứ không tự nhiên test xong và các bác xem nó không xem được hàng để mua thì nó phản cảm. Đối với dòng loa Anh Quốc này thì cũng hết rồi các bạn, chỉ còn có 2 đôi nữa thôi. Đối với dòng này thì được các bác đón nhận rất là nhiều. Đôi Watford 2190, loa đến từ Anh Quốc. Dòng này được thiết kế với lại một bát 20, hai tép còi, một tép vào đầu, một tép đuôi. Đấy. Thì đôi bác ơi, máy đổ chút ngày các bác thông cảm. Đối với đôi loa này, dòng loa của Anh Quốc, loa xịn. Có mức giá là 4.8 triệu một đôi. 4.8 triệu, nó ghi trên này 4.8 triệu một đôi này. Em còn một loại nữa cũng y như này. Nhưng mã của nó như này, nhưng mà nó thiết kế có một tép còi này thôi, không có tép còi đầu này, thì con đấy là 4 triệu một đôi, 3.9 triệu một đôi. Đấy, đấy là em giới thiệu qua để cho các bác nghe luôn, bác xem luôn. Đối với những dòng 5.1 này, các bác là rất là nhiều, 5.1 rất là nhiều luôn. Và nghe nhạc, đối với dòng 5.1 này nghe nhạc, xem phim, và đặc biệt là các em nó con nào cũng có giải mã, con nào cũng chạy cổng quang, các bác cắm TV internet nghe nhạc trực tuyến vào. Nếu mà muốn nghe nhạc hay, những bộ này sẽ đáp ứng cho các bác, phải nói là tuyệt vời đấy. Những căn phòng tầm 30m², 25-30m² đổ lại, rất là hay. Các bác nào cần gọi thì em sẽ gửi clip cho, em tư vấn thoải mái ạ, được chưa? Đấy, còn về loa thì Sansui 1500 có mấy bác hỏi hết rồi. Hôm nay đang về hai đôi Sansui này, là đây là hai đôi Sansui 2500. Hôm qua 1500 7.9 triệu đã bán rồi ạ. Đây 2500 mức giá 8.9 triệu. Bác nào có thời gian em lại khui hàng tiếp cho các bác xem. Đấy, 8.9 triệu một đôi, được chưa ạ? Đấy, còn về mixer, đây dàn mixer thì cũng khá nhiều, mixer nhiều lắm. Thì em giới thiệu qua này, dàn mixer Yamaha này thì có cả đĩa MD, mức giá 4.8 triệu trong năm đấy. Ôi, bác nào lấy chỉ cho 4 triệu thì 4.8 triệu thì cho nó bay đi, 4 triệu cho nó nhanh cho sướng. Đấy, 4.8 triệu. Đây, từ trong năm em quay vội đây. Trong năm quay vội đây, 4.8 triệu này. Còn bộ bộ giá bộ này này, bộ gì đây? Bộ này là bộ, bộ này có bản test rồi. Bộ American Audio. Con này gồm có hai bộ nhé. Đây một bộ và trên kia một bộ kìa. Con nhìn này, đấy. Hai bộ này gọi là một đôi. Đầu đĩa hoạt động bình thường, có bản test rồi. Hôm trước em đăng cho các bác là 3.9 triệu một đôi này đấy. Để cho các bác 3 triệu cho nó nhanh nhé. 3 triệu một đôi. Bên này nữa, chưa DJ rồi. Các những con này cho bác chưa DJ được này. Ở bên đây nữa, một kẹp một đôi Pioneer nữa.
đầu CD có bản test rồi, bác nào cần nhé em gửi cho bản test, em bán cả đôi này luôn, chơi DJ đánh đặt cả hai cho đẹp, Pioneer 4,8 triệu để các bác 4 triệu cho nó nhanh đấy, thế thì nó phấn khởi được chưa ạ, 4,8 triệu 4 triệu cho phấn khởi. Nhiều lúc bán hàng thì nó cứ phải phiến cho nó sướng, phiến cho nó sướng ạ, chứ không cứ chìm mãi để em cứ quay đầu cho các bác nhìn nhé. Đấy nhá, quay đầu cho các bác bắt đến đấy luôn này, phiến này. Hai con đài Zippo à, hay là Zippo gì này, có bản test rồi này. Con này đây, trên kênh 2,9 triệu, 2,8 triệu này, này. Để cho bác 2 triệu này, có bản test rồi nhá, bác cần em gửi bản test Sony Zippo 2 triệu. Radio FM cassette ok. Xem thích con nào để xả thế cho nó thích. Thích con nào nhiều. Dòng này thì dòng cao cấp lắm rồi anh bác ạ. Loa này toàn mấy chục triệu đôi. Đây ạ. Mấy chục triệu đôi. Nói thật là những đôi này phải nói là loa gọi là giá trị. Loa giá trị cao. Loa Anh Quốc đấy ạ. Những đôi hiếm gặp luôn. Những đôi này em sẽ có clip khui hàng cho nó sướng. Em cũng muốn khui hàng cho các bác xem lắm, bởi vì là mua online em thích bóc lột hết cho các bác xem. Nhưng mà cứ từ phải từ từ. Các bác cứ để ý kênh của em sẽ lột dần lột hết cho các bác xem. Lột hết rồi. Chứ còn thời gian giờ đi đâu chưa. Những bộ 5.1 này bác nào cần nhé, có bộ công suất lớn, có bộ công suất vừa và tùy theo từng căn phòng. Và hầu như là bộ nào cũng có giải mã. Đấy, CD cả đống rồi. Chưa quay được. Thì sau đây em xin phép là được quay lại để test cái bộ Yamaha đi cho bác khách này. Bác khách thôi. Để tranh thủ giới thiệu một vài cái cho sướng tai. Còn bác nào đây thích chơi đôi loa, đôi loa này thì báo cáo các bác là đánh vỡ làng xóm luôn. Dòng này là dòng đánh DJ đấy, nó có dây chạy, nó kẹp cả lô. Dòng này nó làm dàn loa ngoài sân khấu, hội trường, ngoài trời rất là tốt luôn. Con này phải có đẩy công suất lớn mới phang được đấy ạ. Con này em để đây để kê đồ đây cho đẹp này, mà cũng rẻ thôi, mà hơn chục triệu đôi này, bát 40. Còi thì chắc các bác kèn các bác phải vác mới đi được. Thôi em xin phép không loan man nữa, đi vào test cho bác khách ạ. Đây ạ, các bác nghe và em cách em hướng dẫn cho bác nhé, bởi vì cái đầu này nó toàn tiếng Nhật đấy. Đấy, đối với 5.1 thì đừng bảo hay không, nó gồm một cái súp này, hai loa tay này, một loa center này, loa tay đây nữa này, vào đây loa tay đây nữa. Đấy, đây này, nó thế to nhỏ này, to nhỏ đây. Các chế độ đấy. Đấy, chế độ khác nhá. Bác về chú ý hộ em, không có bác chuyển, các bác để chế độ này. Nó có 4 loa, 4 kênh, các bác lại bảo con loa này chết là không phải nhá. Hiện tại là con này tịt rồi, không kêu nữa. Nó kêu 4 con loa kia, nhìn này. Chuyển chế độ khác này. Đấy. Đấy, con này lại kêu rồi đấy. Rất là nhiều chế độ các bạn. Còn đây này, đây là cổng vào. Đây là cổng audio 2. Cổng này nó tương ứng với cổng này các bác ạ. Các bác nhìn chú ý hộ em đây, cái chữ này. Các bác nào gọi bác không cả. Đây ạ. Bác nhìn nhé, hộ em này. Đấy, nó sẽ tương ứng với đây ạ. Đây bác nhìn thấy chưa? Cổng 2. Cái này về các bác lau vệ sinh nhé. Lâu ngày không được cắm, không được dùng thì nó gọi là cái mụn mạt đấy. Nó cảm giác như kiểu nó bị mốc lên. Lau đây là sạch luôn thôi. Đấy. Đấy, cổng 2 là tương ứng với cổng trước. Các em đang cắm đây này. Em đang cắm dây quang. Đây các bác ạ. Đây nha. Em đang cắm này. Dây quang này. Và cổng quang đấy, cổng quang đang dùng giải mã luôn đấy. Đang dùng cổng quang giải mã luôn. Còn đây một cái dây chính này, cắm từ cái đầu này. Dây chính cắm từ đầu đấy xuống súp này. Đấy, xuống súp. Còn đâu là loa súp thì các bác để ý hộ em nhé. Loa súp thì con ở giữa này là con center. Con súp bác chú ý hộ em nhé. Con giữa này con center chính là con này. Con rẻ nhất này. Còn hai con loa này này, hai loa tay hai bên này thì lại phải lắp ở trên đầu này. Lắp ở trên đầu này. Muốn hướng dẫn đây, lắp vào đây. Còn hai con loa vệ tinh này thì các bác lắp hai bên này ngoài cho em. Đấy, được chưa ạ?
Bây giờ em chuyển nó về nhé.